Đúng 12 giờ trưa, các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng dịch theo cấp độ 3. Những hàng quán dịch vụ không thiết yếu vẫn đang mở cửa hoặc cho khách ngồi ăn uống tại chỗ ngay lập tức bị nhắc nhở. Tôi nhắc lại tất cả các cơ sở kinh doanh những cái mặt hàng không thiết yếu, nhắc các anh chị cho đóng cửa ngay. Hàng ăn uống chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ. Các anh chị thu dọn đi. Có thông báo gửi xuống tận nơi rồi mà bây giờ tại sao không để này? Thế này nữa. Bên cạnh một số ít các hàng quán chưa kịp thu dọn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận thì hầu hết các cửa hàng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu đều đã treo biển đóng cửa như thế này từ 12 giờ trưa nay. Một số ít cửa hàng ăn uống như quán bún của chị Yến vẫn mở cửa nhưng chỉ bán cho khách mang về. Như này thì tất nhiên là những các hộ kinh doanh rất là khó khăn. Thế nhưng mà thôi chúng tôi cũng phải cố gắng vì do là dịch bệnh. Lúc nào dịch nó ổn thì chúng tôi lại làm lại bán hàng trở lại bình thường. Không chỉ các cửa hàng ăn uống, toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh trên phố Hàng Mã cũng được yêu cầu đóng cửa, dù tháng 12 là thời điểm đắt hàng nhất của cả khu phố này. Chúng tôi đang có mặt tại phố Hàng Mã thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, và như quý vị có thể thấy thì phía sau lưng tôi là các cái gian hàng ở đây đang ngay lập tức đóng cửa, bởi vì là những cái mặt hàng này thì theo quy định là mặt hàng không thiết yếu. Mặc dù thời điểm này thì phố Hàng Mã, những cái mặt hàng kinh doanh này rất là hút khách và cũng được nhiều người dân mua sắm dần để cho dịp Tết. Tuy nhiên là trước cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì quận Hoàn Kiếm đang ở cấp độ 3 và vì thế nên là bắt buộc những cái cửa hàng kinh doanh như thế này phải đóng cửa để phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Nói chung là dân thì thiệt hại nhiều là vì là bây giờ tập trung vào buôn bán hàng Tết mà hàng thì người ta nhập về rồi. Bây giờ cái tình hình dịch như thế này người ta rất là lo, sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhiều. Nhưng mà thôi, cái tình hình chung của thành phố đề ra thì cũng vận động nhân dân để thực hiện chứ còn đúng là rất khó khăn trong đời sống. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 18.000 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay tại Hà Nội và cũng là cao nhất cả nước trong một tuần nay. Thành phố Hà Nội yêu cầu các quận nguy cơ cao duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.